sự thật về Dexcom cho Sarah biết. Cô quyết định bắt cóc ngài tổng thống. Trên xe, Mark nói với ông, tên Dexcom dự định tiêu diệt tất cả các quan chức trong hàng ngũ kế vị của nước Mỹ, để cuối cùng hắn là người duy nhất có thể tiếp quản Nhà Trắng. Khi thấy hội trường mà mình vừa diễn thuyết xong bị phát nổ, tổng thống đã hoàn toàn tin tưởng chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, trên đường chạy trốn. Sarah sử dụng chế độ lái tự động của ô tô khiến tên Dexcom rơi vào bẫy. Cô xuất hiện và khống chế kẻ phản bội. Trước khi hắn ta bị cảnh sát bắt đi, hắn ta đã nói ra tất cả. Hắn muốn trước khi nhậm quyền, cậu bé Hà Lan sẽ giúp hắn tái thiết lập lại thế giới, một lần nữa đưa nước Mỹ trở thành lãnh tụ của nhân loại. Mark nghe vậy tức giận đấm thẳng vào mặt Dexcom tàn ác. Trong khi đó, thảm họa tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới. Lốc xoáy ở Mumbai, sóng nhiệt ở Moscow và trận sóng thần siêu bão ở Dubai, trái đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Tuy tổng thống đã kịp nhập mật mã sinh trắc học truyền tới trạm, nhưng nó chỉ có thể ngăn được trận siêu bão địa cầu sắp xảy ra, mà không thể ngăn được trình tự hủy trên trạm giám sát không gian. Mark đau khổ từ biệt Jack, quá trình tự hủy đã bắt đầu. Sự thật về Dexcom cho Sarah biết. Cô quyết định bắt cóc ngài tổng thống. Trên xe, Mark nói với ông, tên Dexcom dự định tiêu diệt tất cả các quan chức trong hàng ngũ kế vị của nước Mỹ, để cuối cùng hắn là người duy nhất có thể tiếp quản Nhà Trắng. Khi thấy hội trường mà mình vừa diễn thuyết xong bị phát nổ, tổng thống đã hoàn toàn tin tưởng chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, trên đường chạy trốn. Sarah sử dụng chế độ lái tự động của ô tô khiến tên Dexcom rơi vào bẫy. Cô xuất hiện và khống chế kẻ phản bội. Trước khi hắn ta bị cảnh sát bắt đi, hắn ta đã nói ra tất cả. Hắn muốn trước khi nhậm quyền, cậu bé Hà Lan sẽ giúp hắn tái thiết lập lại thế giới, một lần nữa đưa nước Mỹ trở thành lãnh tụ của nhân loại. Mark nghe vậy tức giận đấm thẳng vào mặt Dexcom tàn ác. Trong khi đó, thảm họa tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới. Lốc xoáy ở Mumbai, sóng nhiệt ở Moscow và trận sóng thần siêu bão ở Dubai, trái đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Tuy tổng thống đã kịp nhập mật mã sinh trắc học truyền tới trạm, nhưng nó chỉ có thể ngăn được trận siêu bão địa cầu sắp xảy ra, mà không thể ngăn được trình tự hủy trên trạm giám sát không gian. Mark đau khổ từ biệt Jack, quá trình tự hủy đã bắt đầu. Sự thật về Dexcom cho Sarah biết. Cô quyết định bắt cóc ngài tổng thống. Trên xe, Mark nói với ông, tên Dexcom dự định tiêu diệt tất cả các quan chức trong hàng ngũ kế vị của nước Mỹ, để cuối cùng hắn là người duy nhất có thể tiếp quản Nhà Trắng. Khi thấy hội trường mà mình vừa diễn thuyết xong bị phát nổ, tổng thống đã hoàn toàn tin tưởng chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, trên đường chạy trốn. Sarah sử dụng chế độ lái tự động của ô tô khiến tên Dexcom rơi vào bẫy. Cô xuất hiện và khống chế kẻ phản bội. Trước khi hắn ta bị cảnh sát bắt đi, hắn ta đã nói ra tất cả. Hắn muốn trước khi nhậm quyền, cậu bé Hà Lan sẽ giúp hắn tái thiết lập lại thế giới, một lần nữa đưa nước Mỹ trở thành lãnh tụ của nhân loại. Mark nghe vậy tức giận đấm thẳng vào mặt Dexcom tàn ác. Trong khi đó, thảm họa tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới. Lốc xoáy ở Mumbai, sóng nhiệt ở Moscow và trận sóng thần siêu bão ở Dubai, trái đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Tuy tổng thống đã kịp nhập mật mã sinh trắc học truyền tới trạm, nhưng nó chỉ có thể ngăn được trận siêu bão địa cầu sắp xảy ra, mà không thể ngăn được trình tự hủy trên trạm giám sát không gian. Mark đau khổ từ biệt Jack, quá trình tự hủy đã bắt đầu. Sự thật về Dexcom cho Sarah biết. Cô quyết định bắt cóc ngài tổng thống. Trên xe, Mark nói với ông, tên Dexcom dự định tiêu diệt tất cả các quan chức trong hàng ngũ kế vị của nước Mỹ, để cuối cùng hắn là người duy nhất có thể tiếp quản Nhà Trắng. Khi thấy hội trường mà mình vừa diễn thuyết xong bị phát nổ, tổng thống đã hoàn toàn tin tưởng chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, trên đường chạy trốn. Sarah sử dụng chế độ lái tự động của ô tô khiến tên Dexcom rơi vào bẫy. Cô xuất hiện và khống chế kẻ phản bội. Trước khi hắn ta bị cảnh sát bắt đi, hắn ta đã nói ra tất cả. Hắn muốn trước khi nhậm quyền, cậu bé Hà Lan sẽ giúp hắn tái thiết lập lại thế giới, một lần nữa đưa nước Mỹ trở thành lãnh tụ của nhân loại. Mark nghe vậy tức giận đấm thẳng vào mặt Dexcom tàn ác. Trong khi đó, thảm họa tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới. Lốc xoáy ở Mumbai, sóng nhiệt ở Moscow và trận sóng thần siêu bão ở Dubai, trái đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Tuy tổng thống đã kịp nhập mật mã sinh trắc học truyền tới trạm, nhưng nó chỉ có thể ngăn được trận siêu bão địa cầu sắp xảy ra, mà không thể ngăn được trình tự hủy trên trạm giám sát không gian. Mark đau khổ từ biệt Jack, quá trình tự hủy đã bắt đầu.